Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua rất nhiều các cô các chú các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để đăng tin tìm con, tìm người nhà, tìm vợ. Đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, một anh trai ở một nơi rất xa hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để đăng tin tìm một người con trai, gọi là thực sự là khó có thể chia sẻ cái câu chuyện này. Vì con trai hiện nay thì cũng bỏ đi nhiều lần và cũng từng ôm rất nhiều tài sản của gia đình đi rất nhiều năm qua rồi. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin phép xin chào anh nhé. Anh có thể anh giới thiệu là anh họ tên là gì anh? Xin chào tất cả cộng đồng mạng. Tên tôi là Võ Hồng Linh. Tôi năm nay tôi 47 tuổi, tôi đến từ ấp Rạch Kiến, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Dạ, hôm nay anh đến đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để ghi hình tìm ai ạ? Hôm nay tôi đến đây nhờ hiệp sĩ đội hiệp sĩ của Nguyễn Thanh Hải là tìm giùm con trai tôi như trong hình. Dạ, con trai anh họ tên là gì? Con tôi là họ tên là Võ Hồng Tài. Dạ, năm nay bao nhiêu tuổi đấy anh? Năm nay 21 tuổi. 21 tuổi. Dạ, hồi lý do tại sao hôm nay anh về đây? Anh từ Dầu Tiếng anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để ghi hình đăng tải tìm Võ Hồng Tài. Câu chuyện thì nói dài dòng lắm, nói nhiều. Nói chung là nay là cả mười mấy năm rồi. Nó dài lắm thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cái câu chuyện gần nhất về cái hôm nay tôi đến đây. Dạ, gần nhất. Rồi, mai anh. Thì câu chuyện gần nhất là cháu, nói chung là mấy lần trước là cũng vậy, đi chơi, đi bời rồi lấy là mấy chiếc xe rồi. Thì lần gần nhất đây, cái chiếc xe gần đây á, là hôm Tết cháu về, cháu xin tôi về là nói bây giờ con khổ lắm rồi, con nát hết rồi ba ơi, ba cho con về phụ ba. Trong lúc đó tôi đau bệnh, tôi bị thoái hóa cuộc sống, là đau không có rinh chuối được nữa. Công việc của tôi là làm chuối, rồi cho cháu về cháu phụ. Cháu phụ cho đến đi theo phụ riết cho đến ngày 20 tháng 3 là cháu có lấy chiếc xe, một chiếc xe máy của tôi đi nữa. Một chiếc xe máy hiệu Future màu nâu. Đó, cái biển số thì biển số tỉnh nào anh? Của tỉnh Bình Dương. Dạ. Của huyện Dầu Tiếng luôn, nơi dạ. Mà tôi đang sinh sống, tôi đăng ký luôn. Dạ. Cháu đi đến nay cũng đã 7 ngày rồi. Dạ. Thì cũng giống như mấy cái lần trước thì cháu lấy xe tôi đi xong rồi tôi điện thoại, cháu không bắt máy, nhắn tin cháu không thèm trả lời. Đó, cháu cứ đi như vậy là vài năm. Đi có lần là đi tới 2 năm lần rồi tôi mới liên lạc được. Lúc đó cháu không còn cái gì hết, là bán, đi xách xe đi là bán. Và lần này thì xách xe đi rồi tới nay cũng không gọi được, thì cũng không biết như thế nào. Thì hôm nay tôi có đến đây nhờ đội hiệp sĩ của anh Hải là chủ yếu là nhờ để tìm cháu và chiếc xe này. Dạ, anh Trâm hỏi này, hiện nay đến thời điểm này là con trai nhà Võ Hồng Tài 21 tuổi đúng không? Là theo như gia đình anh được biết thì con anh có chơi bời nghiện ngập gì không? Có chơi. Chơi hàng đúng không? Chơi đá đúng không? Có chơi đá. Lâu năm chưa anh? Thì cũng mấy năm rồi. Mấy năm thuộc dạng là cũng rất dài rồi. Dạ. Chơi vậy rồi. Là trong cái thời gian trước là con anh bỏ đi nè, đi đâu? Anh không tìm được, anh không biết ở đâu, nhưng mà có một cái địa điểm là hay đi đi về về ở bên phía nhà dì ruột của cháu là ở Tân Phước Khánh á. Dạ. Là cứ đi đi về về đó, những lúc nào anh vẫn đi là anh vẫn đi xuống đó anh tìm và anh hỏi rồi đều nói là không có thông tin gì, nhưng mà rồi vẫn khi mà đi rước về cũng từ ở dưới đó rước về là Dầu Tiếng. Dạ. Con anh đi đến giờ phút này là từ ngày bắt đầu biết chơi bời biết phá đến giờ phút này là lấy của gia đình khoảng bao nhiêu chiếc xe này? Lấy của tôi là 4 chiếc xe, một chiếc xe đạp, 3 chiếc xe máy và của cháu một chiếc cũng mất tiêu luôn, cũng bán luôn. Cái chiếc xe của con anh là xe đó là mang tên của ai mà ai là người mua? Xe đó là con tôi cho con đứng tên. Dạ, nhưng mà anh bỏ tiền. Tôi cho con tôi đứng tên và con tôi trả tiền luôn, nhưng mà tôi là người đứng giấy tờ, đứng ra chịu trách nhiệm. Là mua trả góp. Mua trả góp. Chịu trách nhiệm với ngân hàng. Dạ. Đó. Thì cháu đem chiếc xe đó đi rồi không biết có góp hay không, rồi cháu tiếp tục. Còn một câu chuyện nữa là cháu vay app của tín dụng gì đó là mấy mươi triệu đó là không có trả hay sao, và
người ta cứ gọi điện và khủng bố tinh thần gia đình tôi. Đến nỗi mà tôi phải tháo cái sim tôi đã xài mười mấy năm rồi, tôi tháo, tôi bỏ, dục bỏ luôn, tôi không xài nữa. Tại vì tôi sợ liên lụy đến gia đình. Tới ngày hôm nay vẫn còn gọi, nhưng mà gọi vào cái số điện thoại của bà nội của cháu. Yeah. Đó. Thực sự là con anh tuổi đời này không phải là nhiều, nhưng mà đã dư tuổi trưởng thành rồi. Đúng rồi. Dạ, con là nhận thức thì chắc chắn là con anh cũng nhận thức được, không nhiều nhưng có thể là cũng nhận thức rất nhiều rồi, đúng không? Anh con anh chia sẻ là con anh đã từng lấy của nhà chiếc ở nhà là 4-5 chiếc xe đi rồi. Thực sự là một câu chuyện một thanh niên, đúng không? Nhìn có vẻ là cũng cao giáo, nhưng không chịu làm ăn gì, suốt ngày lấy tài sản của gia đình mà đem đi cầm cố bán để lấy tiền chơi những thứ kích thích. Thì thực sự là một điều phải là rất đáng tiếc, đúng không ạ? Trước đây là con anh có được học hành tử tế không? Con anh học tới năm lớp 7. Dạ. Là không có học nữa. Nằm biếng học hay sao anh? Anh và mẹ của cháu thì đã ly hôn từ lúc cháu mới 2 tuổi, 3 tuổi gì đó. Vậy là con anh sống với anh? Sống với anh, sống với mẹ, không ai cấm cản con qua lại bên nào hết. Dạ. Nhưng mà trước khi ra tòa thì anh là người đứng ra nhận là trách nhiệm anh nuôi. Dạ. Nuôi con. Nhưng mà anh vẫn lo đầy đủ. Từ cái thời điểm mà anh còn ở vùng xe An Phú á, anh ở phòng trọ, anh đi làm hồ, rồi vẫn đưa con đi học, vẫn dạy con, nhưng mà cháu vẫn bỏ đi từ lúc đó đó. Dạ. Vậy là hư hỏng từ rất nhiều năm qua rồi. Anh là một người cha nhưng mà rất là đau. Anh đau khổ lắm về cái đứa con này. Anh đã đi tìm kiếm nó nhiều năm nay. Cứ nó đi là anh đi tìm. 1-2 giờ đêm anh đi lang thang ngoài đường tìm, khóc luôn. Yeah. Sao anh không có hướng là có một cái quyết định nào đó lớn hơn? Có mà. Anh có, nói chung là anh đã cho con anh nhiều cái cơ hội làm ăn, và anh có hướng dẫn con anh, gọi là anh trải thảm cho con đi đó, trải thảm đỏ cho con đi luôn, chỉ cái đường đi đó rất là đỏ. Thậm chí cái ngày cái đợt này nè, nó đã về cái người mẹ kế đó, nói là thôi con ơi, phụ ráng phụ ba đi, trước mắt là dì sẽ cho con một cái cọng dây chuyền của dì đang đeo trên cần cổ. Thì tài sản của vợ là được một cọng dây chuyền, thì hiện tại đây nè, quý vị nhìn thấy nè, là lột ra đưa cho nó đeo. Và cha thì nói con cứ đi theo cha phụ, rồi cha sẽ để cha gom góp được ít tiền, cha sẽ đăng ký cho con học bằng lái xe 4 bánh để con có một cái công việc đó. Nói chung là nhiều lắm, nhiều công việc để cho cháu làm lắm, nhưng mà cháu, theo tôi nghĩ là cháu không có muốn đi làm, chỉ muốn ăn chơi thôi. Yeah. Cháu đi phụ tôi về xong cháu vô phòng cháu bấm điện thoại suốt đêm, vậy tôi la cháu thì có khi là cháu giận, không có thích. Yeah. Giận. Giận. Mà suốt ngày là cứ giống như là tôi nghĩ là bấm điện thoại để tụ tập với những cái đám bạn hư xấu trước. Yeah. Khi mà về nhà lại á. Yeah. Còn liên hệ với nhau. Rồi. Đến giờ phút này thì thực sự là một cái câu chuyện mà một người con là phá phách của gia đình rất nhiều tài sản rồi, đúng không? Mà bỏ phải nói là rất mệt mỏi rồi. Mệt lắm, đau đầu lắm. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương là cụ thể là tìm con hay là còn lý do nào khác? Hôm trước nhất là tìm con về, và mong là tìm con và chiếc xe đó để về, để có cái chân để đi, để làm ăn. Yeah. Rồi sau đó thì tôi sẽ có hướng giải quyết. Yeah. Để cho con nó lên người. Yeah. Còn nếu nó không lên người nữa thì cái đó là số phận rồi. Yeah. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, nếu ai phát hiện được một thanh niên như hình nêu trên, tên là Võ Hồng Tài đúng không anh, thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để các anh em tìm cách khuyên răn, hoặc có thể là liên kết cho giữa gia đình và Võ Hồng Tài này, để cha con hoặc gia đình có hướng giải quyết một cách đúng đắn nhất. Bởi vì hiện nay thì theo thông tin người cha đã chia sẻ là Võ Hồng Tài này đã từng phá phách rất nhiều năm qua rồi, phải là gia đình phải là vô cùng rất đau khổ rồi. Nói chung là còn chiếc xe cuối cùng Võ Hồng Tài cũng đem đi lốt, đến giờ phút này cũng đi trong vòng mấy ngày qua rồi không quay trở về, mà cha thì cũng cho rất nhiều cơ hội rồi,
nhưng đến giờ phút này là Võ Hồng Tài không quay trở lại. Yeah. Cái biển số xe đây. Sáu mốt mấy anh? 61H đúng không? 52809. Dạ. Xe màu gì anh? Xe màu nâu. Xe màu nâu. Xe Future Leo nhãn hiệu Honda đúng không? Đây chiếc xe đây. Rồi. Rồi. Đặc điểm nhận dạng, nếu ai phát hiện được Võ Hồng Tài đang đi chiếc xe này, hoặc có thể là chiếc xe này đang cầm cố ở đâu đó, vì chiếc xe này hiện nay thì chưa có cà vẹt, vì người cha đang giữ cà vẹt, giữ giấy tờ rồi. Cho nên nếu chiếc xe này nếu có bán cầm cố bên ngoài, chắc chắn là cũng chỉ trên dưới 10 triệu không thể hơn được. Dù rằng cái xe này rất giá trị, có thể là lên 30-40 triệu đó, nhưng mà hiện nay thì không có giấy. Có thể là Võ Hồng Tài có thể cầm cố, hoặc có thể là lấy phương tiện để đi, có thể là gây án đó. Điều đó có thể sẽ xảy ra. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy giúp đội hiệp sĩ Công an Bình Dương theo số điện thoại 0913 785 858, nếu ai phát hiện được Võ Hồng Tài. Dạ, thực sự câu chuyện mà tìm người, tìm con thì không ai mong muốn, đúng không? Đúng rồi. Những cái câu chuyện mà con mất tích thì nhiều, vì lý do bị rụ rỗ. Nhưng đây con anh à, tái phạm nhiều lần. Người ta bảo quá tam 3 lần, nhưng mà con anh quá tam có thể rất nhiều lần. Con anh vay nóng, vay nguội, vay xã hội, vay bên ngoài, rồi lấy tài sản của nhà đi. Nếu như con anh mà không giải quyết một cách triệt để thì con anh có thể là còn nhiều cách khác có thể thậm tệ hơn. Hy vọng là anh có một cái ý định và một cái ý tưởng, và hãy sáng suốt để lựa chọn cái cách giải quyết một cách tốt đẹp nhất, tránh tình trạng ảnh hưởng đến gia đình anh nhé. Bởi vì con thì đằng nào cũng phá rồi, nhưng mà gia đình hiện nay rất đau khổ, mất công mất việc, đúng không ạ? Không ai mong muốn sinh ra một người con mà nuôi con đến phút giây này nào mà con phá, rồi là con nói thẳng là báo hại. Nói đúng là báo hại của gia đình, phải không ạ? Hàng ngày hàng đêm có thể là nghe những cuộc điện thoại, có thể là rất giật mình đó. Không mong muốn những cuộc điện thoại đó, nhưng đến giờ phút này là Võ Hồng Tài đã gây ra người cha cũng như gia đình hiện nay vô cùng đau khổ. Dây chuyền này có thể bây giờ cũng không còn đó. Dù rằng những cái vật kỷ niệm của vợ anh là gọi là gì, đúng không, là những đồ kỷ niệm đeo trên người nhiều năm, có thể là tháo vì tin tưởng, vì có thể là muốn cho Võ Hồng Tài lên người và chấp nhận để lột ra đeo trên cổ cho một người con chồng. Nhưng đến giờ là phút này thì Võ Hồng Tài đã cao chạy xa bay rồi. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy giúp đội hiệp sĩ Công an Bình Dương nếu ai phát hiện là Võ Hồng Tài ở đâu, đặc biệt khu vực ở Bình Dương. Dạ, câu chuyện này phải nói là cũng rất phức tạp. Hy vọng là anh có thể là đủ bản lĩnh, nghị lực vượt qua những cái nỗi đau buồn này anh nhé. Dạ, video cũng không có dài, nhưng có thể là chia sẻ câu chuyện mà cha tìm con, một người con báo hại như thế này, câu chuyện rất đau lòng. Em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Công an tỉnh Bình Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe anh cũng như toàn thể gia đình. Hy vọng là anh mạnh khỏe, hạnh phúc và cùng toàn thể gia đình. Trong thời gian tới thì đội hiệp sĩ Công an tỉnh Bình Dương sẽ tìm cách và gặp được, liên hệ để cho Võ Hồng Tài, con trai của anh, để có hướng giải quyết anh nhé. Anh cảm ơn, anh xin cảm ơn tất cả cộng đồng mạng và cảm ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Dạ. Đã nhận lời giúp anh tìm lại đứa con này. Dạ. Anh có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Công an Dương ghi hình, đăng tải cái video này lên tất cả trang mạng xã hội không anh? Anh hoàn toàn đồng ý. Rồi, rồi, em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh nhé. Dạ. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện là người cha tìm con, câu chuyện là rất đau lòng, rất đáng tiếc xảy ra. Không ai mong muốn điều đó xảy ra, nhưng mà đây là câu chuyện gọi là hết cách rồi, buộc lòng người cha phải về đây ghi hình, đang tìm một người con trai Võ Hồng Tài. Năm nay 21 tuổi, đã phá của gia đình rất nhiều tài sản rồi. Thì anh muốn biết cái cuộc sống của Võ Hồng Tài đang ở đâu, và đang muốn có hướng để giải quyết là Võ Hồng Tài này. Hy vọng là Võ Hồng Tài tu tình, trở về con đường làm ăn. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại các cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn.